Phương xin mến chào quý khán thính giả thân thương. Lại một lần nữa được gặp gỡ quý vị trong chương trình với luật sư Đỗ Đình Phúc. Xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả. Tôi Đỗ Đình Phúc xin kính chào quý khán giả của đài SVT và chào Thúy Phượng. Kính chào luật sư ạ. Wow, hôm nay luật sư mặc quần jean trông rất là fashionable. Kính thưa luật sư, hôm nay luật sư có những đề tài, những luật pháp gì mà luật sư chia sẻ hôm nay đến quý khán thính giả? Để tiếp nối chương trình, mình trở lại câu chuyện mà mình dở dang kỳ vừa rồi đó. Dạ vâng. Thì tôi có thưa với khán giả đó, cái điểm chính của luật di trú đó phải là an toàn. An toàn và an toàn. Nếu người nào đó mà đề nghị cho mình một cái giải pháp mà nó hơi mạo hiểm một xíu thì mình nên từ chối. Tôi có câu chuyện nó như vậy. Cái cậu này qua đây theo cái diện là du lịch. Cái trường hợp nó đặc biệt là như vậy. Là cái visa đó thì thường thường người ta cho cả năm. Nhưng mà cái I-90 đó là khi mà tới hải quan đó, người ta đóng dấu đó, người ta chỉ cho có 90 ngày thôi. Thì cậu ở hết 90 ngày. Cách đó mà người ta đề nghị đó thì cậu qua nước ngoài rồi trở lại thì mình được 90 ngày nữa. Thông thường cái điều đó nó cũng hợp tình hợp lý, nhưng mà nó rất là mạo hiểm. Tại sao như vậy? Tại vì người ta vốn cho mình cái visa này là từ bên Việt Nam, chứ không phải bất cứ nước nào cũng được. Thì có một luật sư dưới Orange County nè, đề nghị cậu bé đi qua bên Mỹ. Thì Phượng biết rồi, từ Orange County chạy qua Mỹ chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Khi qua Mỹ rồi trở ngược lại, thì hải quan họ chặn và họ xúc tiến, trục xuất cậu này về nước. Cái chuyện này nó quá dễ. Có nghĩa là sao? Chỉ cần tới gặp một người luật sư, họ làm cái giấy gia hạn thì có thể được ở lại rồi. Tại vì lý do cậu này đó muốn ở lại đó là để mà tìm ý chung nhân. Cậu đã có quen cô này cô để mà làm giấy tờ rồi. Nhưng mà cậu này lại mạo hiểm đi qua bên Mỹ trở lại bị bắt. Gửi ngược lại, họ gửi ngược nha. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ họ gửi về Việt Nam. Thì cậu này vô hình dung là bị trục xuất. Có như là mình gian lận giấy tờ. Bây giờ mình làm giấy tờ bảo lãnh nó tương đối là khó. Cậu chỉ cần làm cái giấy gia hạn thôi là được rồi. Kính thưa luật sư, nếu nói vậy là ý luật sư nói là gia hạn là được. Có nghĩa là nếu cậu ta đi Mỹ không cần phải xin visa vô Mỹ hả luật sư? Đúng rồi, thì có nghĩa là mình có thể xin sở hữu trú cho cái gia hạn cái I-90 của mình. Mình ở đây là 90 ngày. Right. Đúng rồi, I-94 của mình. Mình ở đây là 90 ngày, mình có thể gia hạn thêm 90 ngày nữa. Thì đâu có cái gì mà trở ngại đâu. Tôi có một trường hợp tương tự như vậy. Bác này qua thăm con lập gia đình với người công dân Mỹ, thì cô này đó chuẩn bị vô công dân Mỹ thôi, chưa phải là công dân Mỹ. Thì cô này khi vô công dân Mỹ đó có thể làm hồ sơ chuyển diện cho bác. Ngay cả bác ở đây quá hạn thì vẫn làm hồ sơ chuyển diện được. Tuy nhiên khi mà cô ấy gặp tôi đó thì tôi vẫn đề nghị rằng đó là mình nên làm cái gia hạn cho bác, rồi đợi khi em vô công dân Mỹ đó em làm hồ sơ chuyển diện. Nhưng mà em không vô công dân Mỹ được thì sao? Cái vì lý do ngôn ngữ hay bất cứ lý do gì, hay thời gian, nhất là thời buổi này nó có thể bị hoãn lại, em không vô công dân Mỹ được thì sao? Do đó đó, lúc nào mình cũng phải đề phòng, cẩn thận. Tôi nhớ trong chương trình tôi học về cao học hành chánh đó, trước khi kết thúc chương trình thì cái người thầy có nói câu là như vậy: cái trách nhiệm của mấy anh đó, sau này mấy anh làm những vai trò mà lãnh đạo trong cơ quan, trong công ty hay là chính phủ cũng vậy, luôn luôn định kế sách nó an toàn, mình
nghĩ rằng mình có thể thực hiện được. Nhưng ngược lại đó, mình phải phòng ngừa. Giả sử rằng mình không làm được, có nghĩa là mình plan for the best, nhưng mà mình prepare for the worst. Mình chuẩn bị đó, mình định kế hoạch thì mình lúc nào mình cũng lạc quan đúng không? Nhưng mà mình phải có cái yếu tố là bi quan một tí xíu, không phải là bi quan nhưng mà trong trường hợp xấu nhất nếu xảy ra và cẩn thận một tí xíu. Đó là cái phương châm mà tôi nghĩ rằng mấy anh chị khi mà nghĩ đến vấn đề di dân đó luôn luôn nghĩ tới. Tại vì nếu mình mạo hiểm đó, nó nguy hiểm vô cùng. Tôi có một câu chuyện như vậy mà cái cô này theo dõi chương trình của mình đó, cô ghé qua gặp tôi. Cô đi phỏng vấn ở bên Việt Nam, giấy tờ trục trặc, cho nên nó kéo dài hơn 2 năm. Thì cái visa của cổ đó, đúng ra thì cái visa của cổ thì tại nó quá 2 năm mà, thì cổ phải được cái visa, cái diện đó là qua đây là thẻ xanh 10 năm. Nhưng mà cái người sở di trú ở bên đó, lãnh sự quán bên đó đó, họ đóng cái visa đó là 2 năm. Ngược lại khi cổ tới hải quan đó, hải quan cho cổ là 10 năm. Thì cái thẻ xanh của cổ đó, khi mà nhận về đó, tại vì thẻ xanh họ cấp từ bên Việt Nam, cái lệnh đó thì cấp từ Việt Nam gửi về bên Mỹ, họ cho cái lệnh đó là 2 năm thôi. Thì cái thẻ xanh gửi về 2 năm, cổ đi nghe mấy cái văn phòng pháp lý đó cứ xin làm lại thẻ xanh mới, xin làm thẻ xanh mới. Rồi đến khi đó, cái thẻ xanh của cổ hết hạn, mà hết hạn là hết hạn 30 ngày thôi, họ có thể trục xuất về nước. Đúng ra đó, cổ có thể xin thẻ xanh lại, nhưng mà mình đã phải biết nơi nào nên xin và biết cái nguồn gốc nó như thế nào. Thì khi cô nghe mình trò chuyện với nhau trên đài về luật di trú thì cô gọi, cô ghé cô gặp. Tôi có nói với cổ là như vậy, cái chuyện của chị nó rất là đơn giản, đúng ra không có tốn tiền, nhưng mà mình làm sai cho nên nó tốn kém nhiều tiền như vậy. Rất là nhiều người ngại là gặp luật sư tốn tiền. Thì điều đó tôi hiểu, nhưng mà đó, tôi vẫn không phải là tôi luật sư mà tôi nói như điều này, không có gì quan trọng hơn cái tình trạng di trú của mình. Mình nên gặp người luật sư đó để mà tham vấn, đừng vì đầu này vì đầu nọ, lý do này lý do nọ mà làm khó đến mình, đến khi mà chuyện nó vỡ lẽ đó thì khó giải quyết. Mình khó giải quyết. Kính thưa luật sư, nếu như hồi nãy luật sư nói là cái thẻ xanh mình nó 30 ngày hết hạn, họ có quyền trục xuất mình. Đúng rồi. Even mình còn tới 30 ngày mà luật sư? Có nghĩa là ba họ bắt buộc là 3 tháng trước khi. Ồ, làm gì phải là 3 tháng trước khi. 3 tháng trước khi mình phải nộp thẻ xanh, giấy tờ xin thẻ xanh 10 năm. Vâng. Cái trường hợp của cổ là chỉ có là 30 ngày thôi. Nhưng mà khi mà cổ xin thẻ xanh lại đó, thì nó đã quá 30 ngày. Cậu tới gặp tôi thì nó đã quá hơn 30 ngày rồi. Dĩ nhiên cái câu chuyện này nó không phải là khó giải quyết. Mình chỉ cần giải quyết một tí xíu thôi, biết cách giải quyết từ cái nguồn gốc như thế nào, làm đơn lại cái ai nay đi nó làm sao, xin lại thẻ xanh, lên gặp sở trú địa phương yêu cầu họ giải quyết. Nhưng mà tại vì họ không có biết cách giải quyết đó, họ nhờ những phòng pháp lý. Tôi gặp trường hợp này rất là nhiều trong những năm hành nghề. Dạ vâng. Có nhiều hồ sơ đó mình có thể nhờ những phòng pháp lý họ giúp mình. Dạ vâng. Rất cảm ơn luật sư cho những phần lời khuyên vừa rồi, là mình không có nên mạo hiểm mà mình phải nên cẩn thận. Thời giờ đã hết rồi. Xin hẹn gặp lại quý khán thính giả trong những chương trình kỳ tới. Xin luật sư gửi lời chào đến thính giả. Bây giờ thì đã hết giờ rồi, mình gặp lại với nhau vào kỳ tới nha. Kỳ tới thì nó có nhiều vấn đề, nhiều câu chuyện thì tôi sẽ chia sẻ với giả thêm. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị một mùa lễ Phục Sinh thật là nhiều hạnh phúc.